Hello, xin chào các bạn. Vâng, chúng tôi là rất vinh dự được những khám phá những ẩm thực của quê hương đấy, để trở thành những niềm tự hào của ẩm thực của Việt Nam. Và những con người như vậy thì không thể bỏ qua những con người đầu bếp cần cù siêng năng và luôn luôn âm thầm mong mỏi và chia sẻ những giá trị tốt nhất cho xã hội. Và điều đầu tiên thì có ngày có mặt ngày hôm nay thì đó là sư huynh của Hưng Ba Ba và là thầy của tất cả những cái nhiều các thầy để đem những cái giá trị lan tỏa như ngày hôm nay. Và chúng tôi đang có mặt tại Thái Bình với một nghệ nhân của châu Á, thì đầu bếp Nguyễn Gia Hưng đã từng đạt cái giải cao nhất và đã giúp cho nhiều những nhà hàng thành công nhất đến bây giờ, và những cái dẫn dắt chỉ lối và đến con đường để thành công thì chỉ có những người đầu bếp phải tài hoa đấy, phải tài hoa nhá, phải năng lượng cao và đem giá trị cho những người em cũng những người học trò để trở thành một đầu bếp giỏi và có những định hướng để trở thành những ông chủ tuyệt vời. Vâng, ngày hôm nay rất là vinh dự được gặp đầu bếp tài năng đại ca của Hưng Ba Ba, đầu bếp Nguyễn Gia Hưng. Mọi người lưu ý nhá, nếu các bạn cần nhá xác mô hình nhà hàng đấy và những chiến lược kinh doanh thì chúng ta hãy gặp đầu bếp Nguyễn Gia Hưng. Lúc nào mà cần đấy là bát đũa thì gặp đệ tử của Nguyễn Gia Hưng là bà San, là một trong những là cung cấp tất cả các loại bát đũa tốt nhất cho toàn Việt Nam, cho tất cả hệ thống nhà hàng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem được video của Hưng Ba Ba. Rồi, xin cảm ơn em nhá. Yeah. Rồi, sang nhá. Rồi, ok. Chúng ta bắn vào. Đi.